Nếu như cảm thấy nguồn lực đủ, vẫn nên mua một sản phẩm đẹp, vẫn nên mua. Bởi vì xuống, chả biết lúc nào nó sẽ xuống, xuống bao nhiêu, có đáng để người ta chờ đợi không? Bỏ qua cơ hội không? Bởi vì nhà đẹp thì nó hết cũng nhanh lắm. Phân khúc chung cư thực ra là lên, nhưng mà lên trong những giai đoạn vừa qua thực ra nó chỉ bù gần như là cái nominal về mặt danh nghĩa thôi, chứ thực tế nó cũng không phải lớn. Tôi thì tôi không nghĩ rằng là nó về chung cư nó có cái cửa xuống giá sâu. Xin chào mọi người, những ngày cuối năm nhưng mà Hương thấy là có rất là nhiều người có nhu cầu ở thật vẫn đang rất là tích cực tìm mua nhà đất. Có hai phân khúc mà mọi người đang rất là băn khoăn lựa chọn, đó là chung cư và nhà riêng trong ngõ. Đang có hai luồng quan điểm khác nhau, một bên chọn chung cư và một bên nhất định là nhà riêng trong ngõ. Thế nên là Land Show hôm nay sẽ đưa ra thêm các góc nhìn trung lập nhất về hai loại hình bất động sản này để mọi người có được các quyết định chuẩn xác nhất về nơi an cư hay là để đầu tư của mình ạ. Các khách mời của Land Show hôm nay thì họ đều là những người có rất là nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản và đầu tư tài chính, sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều thông tin hơn để đưa ra các quyết định. Trước tiên xin được giới thiệu khách mời nữ của chương trình ngày hôm nay, một gương mặt đã rất là quen thuộc và được yêu mến của Land Show, chị Hồ Thị Thu Mai, Tổng Giám đốc Nhà ở Ngay. Hôm nay chị Mai diện một chiếc áo dài làm cho Hương cảm thấy không khí xuân đang rất là gần rồi và có vẻ như là thị trường bất động sản đang có rất là nhiều tín hiệu của mùa xuân đúng không chị? Vâng, xin chào Thu Hương và khách mời và xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình Len Show. Hôm nay thì đúng là mặc áo dài để chào xuân đấy ạ. Vâng, khách mời thứ hai xin được giới thiệu anh Vũ Duy Khánh. Nếu thường xuyên theo dõi chương trình Khớp lệnh của VTV Money, hẳn mọi người đã rất là quen mặt với anh Vũ Duy Khánh rồi. Anh Khánh thì đã có 18 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Và hôm nay thì anh Khánh sẽ chia sẻ không chỉ góc nhìn của một chuyên gia tài chính mà còn là của một cá nhân có nhu cầu mua nhà để ở hay là để đầu tư ạ. Chào Thu Hương, chào chị Mai và chào quý vị khán giả. Chúng ta sẽ bắt đầu phần trò chuyện cùng với các khách mời trong mục tọa độ đầu tư ngay sau đây. Ta sẽ bắt đầu với phân khúc chung cư đi. Một phân khúc đang rất là nóng suốt từ năm 2023 cho đến những ngày đầu năm mới này, khi mà giá vẫn đang tăng này, rồi là nhu cầu vẫn rất là lớn. Theo anh Khánh thì lý do tại sao vậy? Theo tôi thì có mấy lý do sau. Thứ nhất là đầu tiên là chúng ta thấy là nguồn cung, tức là cấp phép dự án và xây dựng các dự án mới là chúng ta gần như là vắng bóng, rất là hiếm. Chỉ có một vài cái dự án bung hàng. Yếu tố thứ hai tức là sức cầu, thì về cơ bản là sức cầu của thị trường thì nó vẫn tăng đều, tức là nhu cầu về ở chung cư ở Hà Nội, đặc biệt là các khu vực nội thành thì nó vẫn có. Đấy, vì chúng ta có rất nhiều người ra trường đi làm, thậm chí là những người nghỉ hưu ở các tỉnh thì họ cũng về đây, họ tìm cái mua chung cư. Yếu tố thứ ba tôi nghĩ là mặt bằng giá chung cư ở Hà Nội là nó thấp hơn mặt bằng giá chung cư ở Hồ Chí Minh. Và trong khi đấy thì người ta cũng nhìn lại và bắt đầu người ta có xu hướng đẩy giá đi theo. Và một cái yếu tố tiếp theo tôi nghĩ đó là cái nhịp tăng, thì thực tế cái nhịp tăng ban đầu thì nó cũng không có nhiều thanh khoản đâu. Và cái nhịp tăng hiện tại thì gồm là toàn bộ cái hoạt động cho vay của chúng ta hạ lãi suất đi xuống thấp, thì nó dẫn đến là cái nhịp tăng hiện tại nó gồm là những người mua có nhu cầu thực, tức là những người có nhu cầu để ở thì họ bắt đầu họ tìm, vì họ sẵn sàng họ vay ngân hàng, họ thấy rằng thậm chí họ có thể đẩy vay đến mức độ, từ bình thường thì về nguyên tắc vay thì người ta bảo là 28% cho vay thu nhập cho vay để trả vay nhà, 36% là tổng thu nhập, ở chúng ta thường giảm 50%. Nhưng bây giờ tôi thấy có một số bạn vẫn có thể chấp nhận mức 70% vì cái mặt bằng lãi suất của chúng ta nó thấp hơn cái giai đoạn trước đây, tức là hoàn toàn có thể giảm mức giá tương đương. Và hiện tại một số ngân hàng họ thậm chí còn cố định cái mức lãi suất từ 2 đến 3 năm, thì nó dẫn đến là cái nhu cầu vay thực đang có. Cái yếu tố thứ hai thì hoạt động đầu cơ nó cũng đang xuất hiện. Có một số tham gia bắt đầu nứt sóng thì nó đẩy cái mặt bằng giá. Mà sự kiện cháy ở Khương Đình ấy, khách họ thay vì mua thổ cư, nhà trong ngõ ngách, ngõ nhỏ dưới 2 mét, họ chuyển sang mua nhà chung cư. Lượng người khách hàng tìm nhiều, cho nên sale họ đổ dồn về. Tuy nhiên để có được cái sản phẩm ấy, thực ra là có một cái hiện tượng là sale, các cá nhân môi giới phải vào tiền để cọc, để giữ căn đấy, giữ sản phẩm để bán. Tất nhiên khi họ cọc rồi thì họ phát sinh một cái là họ sẽ nhích giá lên một chút. Cái đấy là có. Tức là họ cọc này, họ làm, họ đông người vào thì nó tạo sóng thị trường. Bởi vì nhiều người hỏi này, vì họ có căn này, thế
sẽ là giá họ cứ đẩy lên, đáng lý là 4 tỷ rưỡi thì có thể lên 4 tỷ 7, tỷ 8, thậm chí là họ nhập vào 4 tỷ rưỡi nhưng họ có thể bán 5 tỷ. Đấy cũng là một những nguyên nhân mà thị trường chung cư vừa sôi động hơn nhưng mà giá nó cũng tăng lên. Đấy. Có nhiều thứ để khiến cho giá chung cư bị đẩy. Vậy thì nếu xét về khía cạnh tài chính ấy, thì có nên mua lúc này hay không? Phải chia ra làm mấy nhóm nhà đầu tư. Tức là đối với những bạn trẻ có nhu cầu ở thực mà lại có tài chính hạn chế thì họ buộc phải cân nhắc. Tức là nếu mà bây giờ chúng ta thấy là cái chi phí trả lãi vay hàng tháng và cái chi phí thuê nhà nó tương đương nhau thì có thể họ vẫn phải chấp nhận họ mua. Thì nếu mà ở thực thì họ cũng có thể sau này chưa chắc họ đã bán ngay. Nhưng đối với những nhà đầu cơ hoặc đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu cơ lướt sóng thì tất nhiên họ sẽ luôn luôn nhanh nhạy rồi. Thì có thể họ sẽ ra nhanh vào nhanh thì cái đấy chúng ta không bàn. Còn đối với những nhà đầu tư theo kiểu dài hạn một chút thì tôi nghĩ là cái phân khúc hiện tại nếu mà chúng ta cũng thấy giá lên thì chúng ta muốn mua đầu tư và chúng ta cho thuê thì tôi nghĩ là nên dừng. Thì thực tế cái tỷ suất cho thuê nó cũng không thực sự là cao và cái tỷ lệ trống trong cho thuê nó cũng thực ra nó tương đối là nhiều chứ không phải ai cũng tìm được cái dự án ở vị trí tốt để cho thuê. Nên chúng ta có thể tìm cái phân khúc đầu tư khác thay vì chúng ta nhập cuộc để mua chung cư thì với ý định cho thuê. Nếu như cảm thấy nguồn lực đủ, vẫn nên mua một sản phẩm đẹp, vẫn nên mua. Bởi vì xuống, chả biết lúc nào nó sẽ xuống, xuống bao nhiêu, có đáng để người ta chờ đợi không? Bỏ qua cơ hội không? Bởi vì nhà đẹp thì nó hết cũng nhanh lắm. Tôi nhìn thấy thế. Cho nên bản thân tôi thì tôi quan điểm là như vậy. Nếu như dùng đòn bẩy tài chính thời điểm này thì vẫn không nên, bởi vì thị trường nói thật sự rằng là kinh tế cũng không nhìn thấy rõ ràng rằng là lương của những người làm công ăn lương. Tôi cũng nhìn thấy một cái bức tranh nó cũng chưa rõ nét rằng là lương sẽ bây giờ đang bị cắt giảm, nó nhảy lên 30-40 triệu để cover, để đảm bảo được cái chi phí tài chính ngân hàng thì nó cũng là căng đấy. Nhưng mà nếu như cảm thấy đủ thì mua bình thường. Với con anh Khánh thấy thế nào về quan điểm của chị Mai ạ? Phân khúc chung cư thực ra là lên, nhưng mà lên trong những giai đoạn vừa qua thực ra nó chỉ bù gần như là cái nominal về mặt danh nghĩa thôi. Chứ thực tế nó cũng không phải lớn. Nếu mà so với mặt bằng giá đất, đất nền, chúng ta có thể tăng gấp 3 lần, gấp 4 lần trong vài năm qua. Có những khu vực tôi nghĩ là ngày xưa nó chỉ khoảng 30 triệu cùng xuất phát điểm với chung cư thì bây giờ nó phải lên đến 90-120. Trong khi mặt bằng chung cư chúng ta từ 30 triệu chúng ta cũng chỉ lên được gấp đôi thôi. Bản chất là gấp đôi so với trong cách đây vài năm. Thì ý quan điểm của tôi là nếu mà bạn nhu cầu để ở thì nó là tiện ích thì chắc chắn là vẫn được. Đầu cơ chung cư thì nó cũng tắt sóng rất lâu rồi. Gần đây mới bắt đầu một cái xu hướng như này. Trước đây thì có vẻ các sale môi giới họ chỉ tập trung vào ăn hoa hồng là chính thôi. Và tất nhiên nó vẫn có chênh lệch trong đấy nhưng mà nó không phải là cái xu hướng chính. Giai đoạn này thì rõ như chị Mai vừa chia sẻ là chúng ta là có một năm rất khó khăn đối với môi giới và họ bắt đầu thấy thị trường ở đây nó chuyển dịch từ dự án sang chung cư thì họ mới chuyển dịch sang tư. Chúng ta có nhiều phân khúc hơn và chúng ta lựa chọn. Còn nếu mà chỉ để ở với những như tôi vừa chia sẻ ban đầu, đối với những cái bạn trẻ có nhu cầu ở và ở thôi không bán thì thực ra nó cũng có thể được. Và nhất là ở chung cư thì nó có rất nhiều tiện ích và cái xu hướng chung của giới trẻ là họ thích ở chung cư hơn là ở trong nhà ngõ. Và nhà ngõ nhất là bây giờ cái hiện tượng cháy nổ nó rất là nhiều. Thực ra chung cư trông thế thôi thì nó vẫn có cháy nhưng mà tỷ lệ chết của chung cư nó tương đối là thấp. Tức là nó gần như nó không có mấy. Tức là nó có những cái sự cố cháy nhưng mà nó không phải nhiều như cái nhà ngõ. Mà trong khi bây giờ nhà ngõ nó tương đối chật. Ngoài ra thì bây giờ có một số bạn trẻ thì cái xu hướng mua ô tô chẳng hạn nó cũng là nhiều. Chúng ta biết là ví dụ như theo thống kê thì Hà Nội thì có hơn 2 triệu hộ. Thì có 1 triệu xe ô tô, tức là gần như là 2 hộ thì sẽ có 1 xe ô tô. Nên ví dụ nếu mà chúng ta ở nhà trong ngõ thì nó cũng khá bất tiện. Nên xu hướng dịch chuyển sang chung cư này cũng là tương đối là nó khiến cái thị trường này, nếu mà ở thì tôi nghĩ là cái nhu cầu thực ấy, gọi là nhu cầu thực thì nó sẽ vẫn cần. Nếu mà bạn có tiền, bạn cân đối giữa vay mượn và chi phí thuê thì bạn có thể hoàn toàn đầu tư. Còn những bạn mà chỉ đi đầu tư thì tôi nghĩ nhất là đây bạn đầu tư cho thuê thì tôi nghĩ cái tỷ suất cho thuê hiện tại nó không thực sự là không đáng. Bây giờ thì cũng ít người đầu tư cho thuê lắm, đầu tư căn hộ cho thuê lắm. Chủ yếu là đầu tư như chị nói, đầu tư cọc vào xong để lấy hàng để bán. Chủ yếu là đầu tư cọc chứ không phải là cái gì to tát đâu. Gần như có nhiều sàn họ chấp nhận được là họ để có hàng cho nhân viên bán. Chúng ta nhìn diễn biến giá chung cư có thể tăng trong một cái hành trình dài, nhưng mà trong cái hành trình dài đấy chúng ta vẫn thấy là có rất nhiều giai đoạn chung cư xuống giá, đúng không ạ? Chị Mai nghĩ nào về điều này? Tôi không nghĩ rằng là nó về chung cư nó
có cái cửa xuống giá sâu. Bởi vì nguồn hàng nó vẫn hiếm, đặc biệt là trong vành đai 3 ấy, nguồn hàng trong vành đai ấy, gần như bây giờ dự án mới có nhìn thấy đâu, không nhìn thấy nguồn hàng mới, nguồn hàng dự án mới. Còn chuyển nhượng thì nó cũng chỉ có thế thôi, họ bán cái này họ vẫn phải mua cái kia. Cho nên là nếu như không bán, tức là không bán được đúng giá của người ta thì người ta không bán nữa. Cho nên là trong vành đai 3 và kể cả bên ngoài thì bây giờ dự án mới cũng rất là ít. Cái cấp phép chung cư, cấp phép dự án bây giờ tôi nghĩ rằng là cũng khó khăn hơn, ít hàng mới hơn. Cho nên là cái phần hàng mới để bơm ra thị trường, để làm loãng thị trường là không có. Phân khúc chung cư trong nội đô ấy, thì nó rất là khó vì gần như là cái nhu cầu ở thực. Thứ hai là các hầu hết các dự án đã hoàn thành từ 5, 7 đến 10 năm. Và tôi ngày xưa tôi có làm ngân hàng thì tôi có thống kê ấy, thì thông thường thì trung bình một người vay mua nhà thì thường có 7 năm họ sẽ trả hết. Đấy là mặc dù cái thời hạn vay của chúng ta từ 20 đến 15 đến 20 năm, nhưng trung bình cái nhóm vay nhà thì khoảng 7 năm họ sẽ có thu nhập, họ trả hết. Thì về cơ bản cái chung cư trong nội đô ấy, thì tôi nghĩ là bảo nó xuống thì nó rất khó. Có thể nó neo ở mặt bằng giá cao và nó chờ cái thu nhập của người dân đi lên thì nó có thể tiếp tục có đẩy lên. Còn bảo giảm thì nó cũng khó. Tất nhiên là có thể đâu đấy có một vài nhóm nào đấy họ cần phải bán ngay, hoặc là họ phá sản, những kinh doanh phá sản thì họ bán, nhưng mà nó trường hợp hạn hữu, trường hợp rất là ít. Đấy, còn nó có thể cái những cái bắt đầu cái chung cư ở xa hơn một chút, xa khỏi nội đô thì nó sẽ có những giai đoạn mà chúng ta mới vay, có thể chủ đầu tư neo giá cao, nhưng mà cái việc phần thứ cấp nó hoàn toàn nó có thể, khi mà lãi suất tăng cao thì nó vẫn có những hoạt động cắt lỗ và nó vẫn có những điều chỉnh. Đọc cái ý của anh Khánh tôi hiểu rằng là bởi vì 5-7 năm rồi là người ta trả hết rồi, cho nên nhà của người ta rồi, người ta không có cấp thiết phải bán cắt lỗ nữa, đúng không? Đúng rồi. Ý tôi là tôi nghĩ rằng là nó chỉ có cái sự thay đổi và điều chỉnh, nó tức là điều chỉnh đi ngang và đi xuống một tí xíu ấy, chỉ khi mà đội môi giới ấy thấy chung cư khó bán quá rồi, khách hàng thấy chung cư cao quá rồi, họ sẽ điều chỉnh, họ chuyển sang thôi, thay vì chung cư, mua chung cư thì chuyển sang mua nhà đất, mua nhà thổ cư, thì khi đấy thị trường mới có thể có điều chỉnh. Thực tế thì tôi cũng định nói về chung cư này và nhà riêng trong ngõ, nhưng mà từ đầu chương trình đến giờ thì thấy có vẻ chị Mai và anh Khánh cũng không ủng hộ lắm với cả phân khúc nhà riêng trong ngõ lắm, đúng không chị? Vậy thì là người thực chiến trên thị trường ấy, chứng kiến các giao dịch trên thị trường, chị thấy là giao dịch với cả nhà riêng trong ngõ như nào thời gian qua, cũng như là sự quan tâm của người mua ở thực hay là đầu tư? 8-9 tháng đầu năm ấy thì cái nhà riêng trong ngõ ấy nó là rất là trầm, nhưng mà mấy 2-3 tháng gần đây thì thấy giao dịch cũng ổn trở lại, giao dịch tốt hơn trở lại. Không hẳn là không quan tâm đến nhà riêng trong ngõ đâu, rất là quan tâm đấy. Tuy nhiên là năm vừa rồi thì cái năm của chung cư, năm của chuyển nhượng chung cư, cho nên là mọi người bị tập trung, bị hút vào đấy quá. Nhưng mà như tôi đã nói rằng là nếu như nó cao một cái ngưỡng quá thì cũng có sự điều chỉnh. Sale mà đã chuyển từ thổ cư sang chung cư và quay trở lại làm thổ cư ngại lắm, bởi vì đi tìm nhà dã cả chân ra, vì không phải một phường mà đi đến cả 2 quận, một sale nó phải phụ trách đến mấy quận thì nó mới tìm được một cái nhà, nó mới tìm được nhà bán phù hợp cho khách hàng. Ví dụ như quận Đống Đa sẽ làm với cả quận Thanh Xuân chẳng hạn. Từ cái phạm vi, ví dụ chung cư nó chỉ trong một khu thế này, trong cái bàn thế này nó có 3-4-5 cái tòa chung cư rồi. Nhưng mà nếu như thổ cư ấy thì anh phải đi đến tận xa. Tức là cái phạm vi hoạt động rất nhiều mà hàng lại ít. Những khu dân cư chung thổ cư ấy họ ở rất là ổn định rồi. Nên tìm nguồn hàng những khu vực mà dân trí cao hay ổn định hay là giá lại hợp lý nữa khó lắm. Có nhiều người cũng đang nhắm đến phân khúc nhà riêng trong ngõ bởi vì là dù sao nó cũng nằm ở trong thành phố này, rồi tiện đi lại. Thế quan điểm của anh như thế nào về phân khúc này? Đối với những nhà gọi là nhà đầu tư thì có lẽ những cái người mua đấy thì họ buộc phải dùng thêm một kỹ thuật nữa, họ cải tạo, cái cửa bán có lợi ích nó sẽ cao hơn. Còn về nhu cầu chung thì tôi nghĩ là cái phân khúc đấy dần dần nó sẽ suy giảm. Đấy là quan điểm của tôi. Tức là bạn phải là nhà phát triển bất động sản, bạn phải tạo thêm giá trị gia tăng cho cái sản phẩm đấy một chút thì cái hiệu quả nó sẽ, đầu tư nó sẽ cao. Còn nếu mà bạn không đầu tư mà bạn chỉ mua kiểu mua đi bán lại thì nó sẽ rất là khó. Chị Mai có bổ sung gì không ạ? Thực ra là cái việc mà mua nhà và cải tạo cũng nhiều người làm rồi. Những cái năm trước thì có những cái đội họ chuyên làm cái hàng đấy.
họ mua nhà những giá họ cảm thấy phù hợp cái là họ mua và họ cải tạo, lắp thêm thang máy hay làm sơn sửa để cho nhà đẹp hơn. Thực ra với cái vai trò của mỗi nhà phát triển theo quy mô nhỏ nhỏ như vậy, họ cũng chỉ làm được đến thế thôi, tức cải tạo cái nội tại cái sản phẩm đấy, chứ cũng không làm thêm được những cái tiện ích nó to tát như kiểu trường học hay là bãi đỗ xe, tức là những cái đấy nó không có. Cho nên là bản chất thì họ đã làm và có nhiều người họ cũng từ bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì là đúng như anh Khánh nói, cái đi vào trong ngõ ngách ấy, nhiều khi ở nó không sướng, ở nó bất tiện, xe máy, hai xe máy tránh nhau cũng khó, nhà dưới 2 mét, hai xe máy tránh sau, một xe dừng, một xe đi, nó đi rất là bất tiện. Thì những cái phân khúc đấy thì bây giờ nó cũng chỉ còn những cái phố, nó phố sâu, ở những ngõ sâu, ngõ xa ấy, thì nó cũng chỉ tầm 60 triệu một mét vuông thôi, xây lên 3-4 tầng, thì 30 mét, 36, thực ra có căn nó chỉ còn tầm 3 tỷ thôi. Khoảng 3-4 tỷ. 3-4 tỷ thôi. Nhưng mà ở thì thực ra là ở nó cũng không thích lắm. Chị Mai và anh Khánh đã chia sẻ rất là nhiều cái thông tin nhận định về thị trường rất là quan trọng để giúp mọi người có thể đưa ra các quyết định đầu tư. Cảm ơn Ngân hàng Đông Nam Á SeaBank đã đồng hành cùng với chúng tôi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.